Rồi hello anh chị, hello ở nhà ha. Bữa nay ngày 13 tây tháng tháng 7 ha, trại bò Bông Không Anh Đi xin kính chào anh chị nha. Đó thì trước mắt của anh chị đây là một con bò chữa nha. Bò chữa là 3 tháng bao chữa cho cô anh chị mình ha. Này là một bò phú chữa nha. Đó. Thì bò này chiều cao em đo nó là 1m3 ha. Thì anh chị cô chú cần sẽ nhu cầu mua cái liên hệ số điện thoại để màn hình nha. Đó, giá cả cực kỳ thương. Đó. Giá cả cực kỳ thương thì đó sái tính nghiêm chỉnh ha, thì bò này báo giá công khai của anh chị luôn là 27 triệu ha, bao tặc lỗi ha, đang có chữa lại là lứa thứ hai nha cả nhà. Thì anh chị của chú gần xa thì cầu mua cái liên hệ số điện thoại để màn hình ha, đang chữa lứa thứ hai ha. Rồi bao bò có những con bò đẻ rồi như thế này thì em sẽ bao lò lứa cho cô anh chị trong vòng 3 tháng nha, còn bao chữa cho anh chị trong vòng tuần lễ về cô anh chị khám xác nhận em. Em thì bên em có chích ngừa viêm da nó cục, lão mòn, lão móng, tụ trùng hết rồi, cô chị cứ an tâm nuôi ha. Về khám chữa là nuôi thôi nha. Chân cản móng là rất là ngon ha, ok hết nha, cứu chữa nha cả nhà. Bò đầu cổ mặt mày sái tích là rất là ngon ha. Bò này em mua có chuồng của khách á, em quay nè sơ sơ nè, cô chị mình coi nè. Nên là em không có quay lâu được, dài được cô chị mình nha. Nhưng mà bò em bao cho cô chị, giao tới cô chị mình không hài lòng cái việc không nhận ha. Bò em quay trong clip sao ở ngoài sẽ như vậy ha. Thì cô anh chị gần xa nhu cầu mua cái alo ha. Thì hiện tại tại đang có chuyến đi Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ha. Còn bên đây là Long An, Đức Hòa, Tây Ninh, Củ Chi, Bình Dương, Bình Phước nha. Đó. Thì một hồi em có quay một con cái tên nữa cô anh chị. Anh chị gần xa nhu cầu mua tôi cứ liên hệ nha. Nhà chân cẳng nè, chân trước chân sau nè cả nhà thấy nè ha. Qua nè, qua to bự ha, xanh sản xanh đẻ nó cũng dễ, bò phú tốt hết ghê tốt luôn ha, đầu cổ chân cẳng móng rất là ngon hả, giá tiền cực kiểu thương. Anh chị của chú gần xa nào cũng mua cứ liên hệ số điện thoại để màn hình nha. Đó rồi đây tôi cô anh chị, đây là chúng mấy cô anh chị làm một con cái tơ ha, cái tơ là tầm 13 tháng nha, chắc gần có em mà cô anh chị đúng yếm cả nhà ta coi câu đó. Xương sóc đầu cổ chân cẳng móng là rất là đẹp, bò bên tải là liền hết rồi cô chú anh chị nè. Qua đây khui cục mịch ha, bò này em cũng quay còn ở chuồng nhà khách này, em quay nhanh nhanh chứ em không quay lâu cho cô chú anh chị được ha. Đó chân cẳng là móng trước móng sau rất là ngon đó, đúng nó quắn luôn à, rất là ok nha cả nhà. Đó đầu cổ nè, đầu thì trụi hết rồi, mày cô chú nhìn thấy thì bò này bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn là 17 triệu ha. Bò này thì hiện tại em đo chiều cao nó là 1m15 bò nha, thì cô anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ ha, thì có chuyến em ship luôn ha. Đó thực kỳ biết ha. Rồi cảm ơn cô anh chị đã bỏ cho thời gian theo dõi ủng hộ trại trong thời gian qua ha, cảm ơn cô anh chị rất nhiều, hẹn gặp lại cô chú chị nha.